Vào đây. Em đói quá. Anh đang bận. Nhưng mà em đói. Đói thì em đặt cái gì về ăn đi. Anh đừng... Ui, bảo cái thằng này gửi mèo mãi không gửi. Mà em mệt lắm, em không tự làm đồ ăn được. Cầm cái điện thoại lên đặt đồ ăn về là xong, không làm được. Cứ làm như một mình em biết đẻ. Anh làm xong anh làm cho em được không? Quá. Đây, điện thoại đây, em tự đặt đi. Em lớn rồi, làm mẹ trẻ con rồi mà cứ nhõng nha nhõng nhẽo. Hết cho mình. Anh. Cố lên, tự lực đi. Phụ nữ ai chẳng phải đẻ. Ngày xưa tôi đẻ thằng chồng cô, xong là ra đồng làm ngay. Làm gì được ở nhà chồng nuôi như cô bây giờ. Hay nhà bác cả có việc, anh cho anh qua với mẹ một hai hôm gì đấy. Em ở nhà nhá. Anh để em ở nhà một mình à? Thôi nào, còn là trẻ con nữa đâu. Anh đi đã nhá. Nhưng mà ôi giời, ở nhà nó không bật được cái điện lên tối thế này. Con ở cơ quan thì bao nhiêu việc, nhà cũng bao nhiêu việc, mà vợ con thì cứ... Thôi con à, con cứ để rồi mẹ dạy lại nó từ từ. Nhưng con cũng không được để nó một mình như thế. Đấy, mẹ nhá, mẹ cứ chiều con dâu mẹ như thế là sinh hư đấy. Mà sao mẹ có linh cảm không lành con ạ? Sao mà linh cảm không lành? Sương! Sương ơi! Ôi giời ơi, lại rú rú ở trong phòng. Thế chứ có cái gì đâu mà mẹ phải gọi. Ôi giời! Ôi giời! Cái gì thế đây? Ôi giời! Cháu ơi! Thôi! Em ơi! Em sao thế này? Vợ! Vợ ơi! Anh em à! Không! Không phải em bảo ra! Kìa vợ! Bình tĩnh! Vợ! Em bình tĩnh! Vợ ơi! Anh em à! Chồng em em à! Kìa vợ! Vợ bình tĩnh lại đi! Mẹ ơi! Vợ ơi! Tình hình vợ em thế nào rồi ạ? Chứng trầm cảm sau sinh của chị nhà rất là nặng đấy. Cần phải có thời gian điều trị mới dứt điểm được. Cái quan trọng vẫn là tình cảm gia đình. Chú nhớ mua thuốc và kèm theo chế độ ăn uống thích hợp nhé chưa? Thôi, cố lên nhá. Dạ. Con ngồi dậy được không? Một ngụm sữa nóng nhé. Cẩn thận kiểu nóng ấy. Chồng đã quá vô tâm với vợ, với con. Chồng hứa từ nay về sau sẽ quan tâm và yêu thương vợ nhiều hơn.